Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức uống vitamin A miễn phí đợt 2 năm 2019 trong toàn tỉnh vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 để đề phòng các bệnh khô mắt và thiếu vitamin A. Các gia đình có trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, mắc các bệnh nhiễm khuẩn như sởi, viêm họng, viêm phổi, tiêu chảy và các bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng, hãy đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn để được uống vitamin A miễn phí. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, trước đó trạm y tế xã đã có kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2019 đến các thôn xóm, lên danh sách số trẻ nằm trong độ tuổi uống vitamin A, đồng thời phối hợp với đài truyền thanh xã, tổ chức tuyên truyền và thông báo cho người dân biết để chủ động đưa trẻ đến uống theo đúng lịch. Hưng Yên sẽ phấn đấu có hơn 99,8% trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A liều cao trong đợt chiến dịch này.